Những mô hình kinh tế trang trại có quy mô với nhiều loài cây trồng con nuôi có giá trị kinh tế cao, cho thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đó là thành quả của nhiều hội viên nông dân ở huyện Cam Lộ đã không ngừng nỗ lực tìm tòi, học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, đảm bảo tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Kinh tế mình lên được thì khi nào là mình phát triển lên được thì nông thôn mới mình vào mình vững vàng. Cho con mình nếu mà nói phát triển nông thôn mới mà tất cả cái gì về mình cơ bản là về cái kinh tế mà mình nông nghiệp là cái chăn nuôi làm, còn tất cả cái khác là cái mình làm này chính nhưng mà phụ thôi, còn cái chăn nuôi là tương đối là cái chính đáng đó. Thế nên coi như mấy năm nay tôi được về chăn nuôi thì coi tổng đàn bò của tôi thì coi chừng 7-8 con, nhưng mà bình quân cứ một năm nữa tôi thu hết tôi bán được 3-4 con, một con thì 3-4 triệu. Ngoài việc tham gia hiến đất hiến cây thì đóng góp quan trọng của cả cấp hội nông dân huyện Cam Lộ vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, đó là xây dựng các mô hình kinh tế có quy mô, bài bản, đa cây, đa con theo hướng bền vững. Với sự định hướng hỗ trợ từ cả cấp hội, nhiều hội viên đã giảm nghỉ, giảm làm, mạnh dạn đi đầu trong việc thực hiện các đề án phát triển kinh tế của huyện. Đến nay, toàn huyện đã có gần 3.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp. Ban thường vụ hội nông dân cũng như các hội nông dân các xã thị trấn tập trung xây dựng, thứ nhất là xây dựng các cái mô hình kinh tế của hội viên nông dân có hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân. Thứ hai nữa là liên kết phối hợp với các hệ thống ngân hàng chính sách, ngân hàng Liên Việt và các hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện có những chính sách vốn ưu đãi để bà con nông dân tiếp cận và có cái nguồn vốn sản xuất. Thứ ba nữa là xây dựng tổng hợp xây dựng các cái tổ hợp tác, các cái hợp tác xã để đưa cái nhu cầu liên kết của hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế, tạo việc làm và là cái động lực để cho hội viên nông dân có cái liên kết thực sự trong cái chuỗi đầu ra của sản phẩm. Thứ tư là tăng cường xây dựng các cái mô hình cây mới, con mới để là tìm kiếm các cái nguồn đầu tư để bà con nông dân có cái hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Phấn đấu đến năm 2025 thì tỷ lệ hộ nông dân sản xuất kinh doanh khá giỏi đạt trên 60%. Diện mạo nông thôn mới Cam Lộ hôm nay đang khởi sắc từng ngày. Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của những hội viên nông dân. Sự đồng lòng, đồng sức của họ là nhân tố quan trọng để cùng với cả hệ thống chính trị sớm xây dựng quê hương Cam Lộ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra.